Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn cái app Misaka 3.16 mới nhất này. Đây là giao diện của nó các bạn ạ. App này sẽ giúp các bạn tùy biến iPhone của các bạn, nhé. Không cần jailbreak. Hỗ trợ từ iOS 14 đến 16.5. Như các bạn có thể thấy đây, mình đã thay đổi được phông chữ này. Thay đổi phông chữ nhé. Mình đã ẩn được nền thư mục rồi đấy, của thanh đọc nhá, ẩn cả thanh home bar nhé, ẩn thanh home bar ở đây nhé. Đây mình đây là những cái mình cài đặt này đó. Mình có thể thay đổi được cái phông của màn hình khóa đây nhé. Đây các bạn thấy chưa, thay đổi rất nhiều thứ này. Đây mình đã cài, mới cài được có ngày này tờ quốc chưa? Cài được ngày này cái trích chưa? Rất hay các bạn nhé. Đây có cả file ra này nhưng mà cũng hạn chế tính năng, chưa sử dụng được nhiều đâu. Đấy. Các bạn thấy cái này tuyệt vời chưa? Đây có clear các che này, clear app này, đấy, rất nhiều thay đổi âm thanh, thay đổi âm thanh rất nhiều nhá, rất hay. Thì cái Misaka này nó tùy biến iPhone của các bạn mà không cần jailbreak, nó giống như là Cleo thôi, cài đặt nó giống như Cleo thôi. Mở lên này, đây cũng có app mà bản tin như Cleo thật này. Đấy, cũng đấy, Misaka 3.16 beta mới nhất này. Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé. Đây có thể thay đổi được passcode này, thay đổi passcode trình gọi điện này. Đây nó như này, các bạn mở trình gọi điện lên nó sẽ thay đổi thành hình như này. Đấy. Đó nha. Đây là cái hình ảnh trong phần cài đặt này. Đây hình ảnh trong phần cài đặt nhé. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn có thể thêm hình ảnh vào đây được này. Đấy. Rất nhiều cái hay. Cái này rất là tuyệt vời này. Cái này nó là hiện thông tin lên gần thanh trạng thái. Đây, nó như này. Hiện RAM giếc này. Cái này có thể tùy biến thành hiện RAM trống này, RAM đang sử dụng này, phiên bản iOS này, nó còn có một cái phiên bản nữa, đây, nó là cái này, hiện được ngày tháng năm giờ phút giây lên trên màn hình này, đây giờ phút giây nhé, hiện RAM này, hiện lịch này, lịch âm này và nhiệt độ này, cài được rất nhiều thứ các bạn nhé, mà không cần phải jailbreak các bạn ạ, không cần phải jailbreak nhé. Đây là thay đổi theme này thì theme này thì chỉ hỗ trợ đến iOS 16.1.2 thôi. Đó, còn rất nhiều thứ nữa các bạn ạ, rất nhiều thứ nữa. Ẩn iCloud. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhé. Mình thay đổi được cả phông chữ bàn phím nữa các bạn này. Đây, phông chữ của bàn phím này. Rồi, phông chữ bàn phím nha. Thì cài đặt rất là đơn giản thôi. Các bạn cài giống y như Cleo nha. Các bạn cài cái nào rồi, sau khi cài xong các bạn tích hết vào cái dưới này, rồi các bạn nhấn vào đây để app đi này. Nhấn vào đây này. Đó, nó đang app đi này. Sau đó nó hỏi zapping hay không thì các bạn nhấn có này. Sau đó các bạn tắt hết đa nhiệm đi nha. Các bạn tắt hết đa nhiệm đi. Tắt hết toàn bộ đa nhiệm đi. Để mở lại để cho nó thay đổi. Đó, các bạn phải tắt hết đa nhiệm đi các bạn ạ. Chỗ này có import này. Có thể import thêm file vào này. Có rất nhiều chức năng các bạn hay tải về và khám phá các bạn nhé. Đây có thể đây thêm một nguồn này. Đây cũng có thêm nguồn. Đấy. Rất nhiều nguồn hay của người Việt Nam. Đây, những cái này là phông chữ, rất nhiều phông chữ này. Cái này phông chữ màn hình khóa này. Rất nhiều luôn. Đây. À, các bạn nào ở đây có thể
cái này là giữ cho cái phông chữ luôn luôn chạy ở trên những cái thiết bị từ iOS 16.2 đến 16.5 các bạn ạ. Đấy. Cái này này các bạn phải cài thêm cái này nữa thì phông chữ bàn phím của các bạn thì sẽ không bị đưa về mặc định nữa. Đấy, rất hay nhá. Đây có thể thay đổi nhạc chuông này. Nhạc chuông. Nhưng mà chỉ hỗ trợ đến iOS 16.1.2 thôi. Đấy, có thể thay đổi nhạc chuông. Có rất nhiều cái hay luôn. Thì video này mình giới thiệu cho bạn cái Misaka 3.16 mới nhất các bạn nhé. Link tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Chào các bạn.